Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua, những hoạt động thiết thực từ chương trình Đồng hành cùng Phụ nữ Biên cương góp phần chia sẻ khó khăn với phụ nữ nghèo khu vực biên giới của tỉnh, đồng thời cổ vũ chị em vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng. Với sự giúp đỡ của nhiều tổ chức, đặc biệt là Hội Liên hiệp Phụ nữ các tỉnh, thành và của Bộ đội Biên phòng tỉnh, chương trình đã và đang được triển khai thực hiện hiệu quả tại khu vực biên giới tỉnh Kon Tum. Đây là gần 3 sào sâm dây gia đình chị Y Ngọc trồng được từ sự vận động hỗ trợ của cán bộ phụ nữ thủ đô và đồn biên phòng Đắk Pô Lô. Sau 2 vụ thu hoạch, mỗi vụ chị thu về hơn 10 triệu đồng, giúp gia đình có thêm kinh phí, trang trải cuộc sống. Với sự giúp đỡ của Hội Phụ nữ xã và cán bộ đồn biên phòng Đắk Pô Lô, chị Ngọc không chỉ có thêm vốn để đầu tư sản xuất, mà còn nắm bắt được kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp. Phụ nữ thủ đô hỗ trợ 5 triệu, bộ đội biên phòng đi hỗ trợ ngày công làm đất. Bây giờ ấy được xăm xe thì mua được một chiếc xe máy. Rất mong muốn được hỗ trợ thêm nữa. Từ năm 2018, chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương hỗ trợ mỗi hội viên 5 triệu đồng. Đến nay có 40 hộ nhận được hỗ trợ với tổng số vốn 200 triệu đồng để phát triển kinh tế. Chương trình đã tập huấn cho các chị em về kỹ thuật trồng sâm dây, hỗ trợ phân bón và giúp đỡ ngày công lao động. Nhờ hiệu quả đem lại từ trồng sâm dây, kinh tế gia đình nhiều hội viên nâng cao hơn trước đây. Trước thì chị em là trồng cái mì rồi là cà phê nó cũng không đảm bảo được bao nhiêu. Thì trong trang cái nhờ cái mô hình này là chị em đã được nhận cái hỗ trợ cái kiến thức trồng cái sâm dây là năm nay là năm thứ ba rồi là nhận thức của chị em nó khác hơn ngày xưa. Nên là đối với sâm dây là nó được thuận tiện hơn là nó không không nhận nó nhẹ nhàng. Căn nhà chị Y Sĩ đang ở là mái ấm tình thương do Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội trao tặng. Đây là một trong những hoạt động thiết thực nhằm giúp đỡ các hội viên nghèo ổn định cuộc sống, tạo động lực vươn lên lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Với phương châm ba bám bốn cùng với nhân dân, tức bám đơn vị, bám địa bàn, bám chủ trương chính sách và cùng ăn, cùng ở, cùng làm và cùng nói tiếng dân tộc thiểu số, đồn biên phòng Đắk Pô Lô phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương tiến hành khảo sát, đánh giá, xem xét những hủ tục, phong tục lạc hậu đang tồn tại để đề ra các giải pháp cụ thể từng bước giúp người dân xóa bỏ các hủ tục, phong tục lạc hậu. Từ khi có cái chương trình tức là phụ nữ biên cương cùng thủ đô Hà Nội ấy, cùng với phụ nữ xã Đắk Pô Lô, trước đây là bà con trồng mì, rồi trồng bắp, rồi trồng cà phê, nhưng mà cũng không bằng cái sâm dây. Biên phòng ấy hỗ trợ nhà, ngan giống rồi là bò giống rồi là heo giống để nâng cho phát triển kinh tế của bà con trên địa bàn xã, hộ gia đình đó là cũng có cái sự đóng góp của đồn. Chúng tôi cũng xây dựng kế hoạch cụ thể hóa phù hợp với phụ nữ huyện và phụ nữ xã. Thực hiện cái mô hình giúp dân trên địa bàn, ví dụ như là cái sâm dây triển khai cho anh em là đến các hộ hướng dẫn kỹ thuật. Còn về cái máy tình thương, đồn cũng hỗ trợ ví dụ như xi măng, cát, sỏi, rồi ngày công, rồi chỉ đạo của chi đoàn là giúp vào cái ngày thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh. Đấy, thì qua đó thì cũng phụ nữ trên địa bàn xã Pô Lô cũng nâng cao cái đời sống, ý thức nâng cao hơn. Năm 2020, được chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương trao tặng 2 con bò sinh sản trị giá 20 triệu đồng. Gia đình chị Y Máy nỗ lực chăm sóc. Đến nay, bán được 2 bê con, thu về trên 20 triệu đồng. Không chỉ đem lại thu nhập, có tiền cho con đi học, với sự hỗ trợ của Hội Phụ nữ xã và cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Đắk Long, gia đình chị còn có thêm kiến thức chăm sóc bò sinh sản. Để tiếp tục triển khai cái chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương giai đoạn tiếp theo thì Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể, phối hợp chặt chẽ với các cái đơn vị đồng hành, đưa ra các cái lộ trình theo từng giai đoạn và những cái nội dung hoạt động cụ thể lâu dài. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cũng sẽ phối hợp với biên phòng sẽ khảo sát và xây dựng cái lộ trình cụ thể từng năm và đưa vào trong cái chương trình kế hoạch để triển khai thực hiện.
Chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương đã góp phần làm thay đổi nếp nghĩ cách làm của hội viên phụ nữ các xã biên giới trên địa bàn tỉnh Kon Tum, giúp đổi mới trong làm ăn, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo. Cùng với đó biết chăm lo sức khỏe, giáo dục con cháu, vận động người thân gia đình tham gia các hoạt động xã hội, xóa bỏ hủ tục, tập quán lạc hậu. Xây dựng nông thôn mới, tích cực tham gia cùng bộ đội biên phòng, bảo vệ đường biên cột mốc, giữ gìn an ninh trật tự thôn làng ở khu vực biên giới.